Kẻ sát nhân này đang gội đầu ở tiệm làm tóc. Bất ngờ vào giây tiếp theo, kẻ sát nhân được một phen hoảng hồn, vội liếc mắt ra ngoài cửa. Kết quả nhìn thấy cảnh sát vũ trang đi ngang qua cửa. Bản chất con người luôn là lợi ích, khiến anh ta muốn bỏ chạy trong vô thức. Nhưng lúc này cảnh sát đã bao vây cả con phố. Để che giấu bản thân, anh ta phải giả vờ bình tĩnh và tiếp tục gội đầu. Hai cảnh sát tình cờ vào trong tiệm điều tra. Sau khi quan sát xung quanh một vòng vậy mà không nghi ngờ anh ta. Dịch Đại Hữu vốn tưởng mình đã thoát nạn, hoàn toàn không biết phía sau càng ly kỳ hơn. Chỗ các cô có massage chính quy không? Ôi trời, anh hỏi tình ý quá. Có chính quy hay không, anh lên đó xem là biết liền. Không phủ định thì là xác nhận rồi. Dịch Đại Hữu vừa lau đầu vừa leo lên lầu. Vốn tính trốn cảnh sát bằng cách vào trong massage. Không ngờ em gái bên trên vô cùng xinh đẹp. Tiểu thư này, chỗ chúng tôi vẫn chưa có khách nào đặt. Dịch Đại Hứa vừa đáp lại vừa quan sát. Sau khi xác định rằng không có nguy hiểm mới đồng ý cho em gái vào phòng. Cô ta lẻn vào trong nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Kim Bối Bối. Hóa ra vừa rồi lúc đi ngang qua cầu thang đã thấy nhiều cảnh sát mai phục trong ngõ. Anh ta sau đó sẽ phải đi gặp Kim Bội Bội ở nhà hàng bên kia đường. Dịch Đại Hữu chắc chắn cảnh sát đã khống chế đối phương. Vậy nên anh ta mới gọi điện thoại đi, nói mình đã đến phòng Kim Bội Bội yêu cầu cô ta mau chóng quay về. Nói xong lập tức cúp điện thoại. Làm sao bây giờ, hắn ta cúp điện thoại rồi. Đội trưởng cảnh sát hình sự Châu Hùng nhìn thoáng qua đã biết đây là kế điệu hổ ly sơn. Thế là anh ta vội vàng thu xếp để nữ cảnh sát và Kim Bội Bội thay quần áo, sau đó tức tốc lên xe rời đi. Rồi ra lệnh cho cảnh sát mai phục trong ngõ giả vờ rút lui. Mau rút lui về đường ban đầu, tội phạm ở bên nhị viện. Dịch Đại Hữu đứng trên lầu quan sát, cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh sát mai phục đã rút lui toàn bộ, anh ta mới yên tâm vui vẻ đi tìm em gái massage. Có lẽ do đợi quá lâu, em gái tưởng rằng anh ta không muốn massage nữa. Cô nói đúng rồi, tôi thật sự không muốn cô massage cho cô, mà muốn massage cho cô. Được đó, ai cũng có giá riêng. Mặc dù mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng Dịch Hữu Đại biết rõ bây giờ không phải là lúc anh ta thư giãn. Dứt khoát rút ra 100 nhân dân tệ và sau đó ung dung bỏ đi. Nhưng Dịch Hữu Đại không thể ngờ được đây sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời anh. Mau nhìn, chính là hắn, ở cửa bên kia. Được Kim Bội Bội chỉ điểm, Châu Hùng ngay lập tức gọi điện cho đội cảnh sát vừa rút lui, chuẩn bị bắt rùa trong chum, đuổi theo. Cẩn thận một chút, hắn ta biết kung phu. Đầu bên kia Dịch Đại Hữu tưởng mình đã lừa trời dối đất, vẫn đang chậm rãi bước trên phố, không ngờ vừa nhướng mày lên, liền thấy đội cảnh sát vũ trang đang chạy về phía mình. Dịch Đại Hữu vội quay người chuẩn bị quay về đường cũ. Kết quả tất cả các giao lộ đều có sự xuất hiện của cảnh sát. Thấy không còn chỗ nào để trốn, một cái cây ngoẹo cổ bất ngờ thu hút sự chú ý của anh ta. Nói thì chậm, làm thì nhanh. Chỉ thấy anh ta nhảy vọt lên, người như thể từng học khinh công, bay lên cây trong nháy mắt, băng qua bức tường bao nhẹ như lông hồng. Đợi đến khi cảnh sát đến, Dịch Đại Hữu đã biến mất từ lâu. Thấy cảnh sát bắt hượt, Chu Hùng lập tức bố trí cảnh sát leo lên bức tường. Kết quả lần đuổi này suýt thì chọc phải rắc rối lớn. Thịt bò đê, thịt bò tươi đê. Ông già mua thịt bò không? Không ngờ ông già sờ cái đầu bò lại liếc miếng thịt bò, không có ý định muốn mua. Thịt bò bán thế nào? 9 tệ. Có tươi không? Vừa mổ xong, anh xem, cái đầu bò này. Cảnh sát mặc thường phục viện cớ rời đi, đi tìm gặp ông già. Thì ra hôm qua có 3 người lạ đến nhà ông già, một thằng cao và 2 thằng gầy. Nhìn bên nọ liếc bên kia, nói muốn mua bò. Ông già ban đầu không để tâm, nhưng sáng sớm nay ông thả bò trên núi. Buổi trưa lúc lên lùa bò về thì không thấy đâu nữa. Liệu có phải dây thừng bị tuột không? Bò chạy sang thôn khác. Nghe thấy câu này, ông già liền vội vàng giải thích, chính tay ông buộc con bò này, người bình thường hoàn toàn không cởi ra được, vậy nên chắc chắn đã bị người khác ăn trộm, nói không chừng bây giờ đã bị dắt ra chợ và giết rồi. Bản thân ông đi theo dấu chân bò, từng bước một đuổi theo tới đây, nhưng vừa lên đến đường nhựa, dấu chân bò lại biến mất. Lục Kiếm Phong không dám chậm trễ, chờ ông già đến chợ thịt. Ông nhìn đít bò nhiều, vậy có nhận ra bò nhà ông không? Nó là bò của tôi nhất định nhận ra được. May sao lúc 3 người đến chợ thịt, thịt bò chưa bán hết, người trộm bò cũng tự mò đến. Nhưng trong chợ đông người phức tạp, tay phải của đối phương cầm vũ khí sắc bén, để tránh sát thương không đáng có, Lục Kiếm Phong quyết định phá vỡ im lặng. Quán cơm Tứ Quý Hương cần 10 cân thịt bò, hãy mang thịt bò đến đó đi. Thấy có mối làm ăn lớn, anh Mập liền dừng tay. Anh ta đem thịt bò đến nơi, mà không hay biết cảnh sát đã đợi ở đó rất lâu. Sau đó trực tiếp bắt tại trận. Tên cao đợi đã lâu không thấy tên béo quay lại, nên đã đến quán cơm tìm người, lại bị Lục Kiếm Phong bắt sống tại trận. Thấy chỉ còn lại một người, Triệu Quang Minh lúc này xuất kích. Người anh em, thịt bò này là đi trộm hả? Ăn trộm ư? Ai nói vậy? Anh hỏi cái này làm gì? Làm gì ư? Tôi đến bắt cậu. Tên trộm bò dễ dàng bị khống chế, sau đó được đưa về đồn một cách rốt rẻng. Lục Kiếm Phong đảm bảo với ông lão, đợi thẩm án xong sẽ đem tiền bò trả lại cho ông lão. Nhưng ngày hôm sau, ông lão đến lấy tiền bò, nhưng Lục Kiếm Phong lại không biết moi ở đâu ra, đưa cho ông lão 30 đồng cho xong chuyện. Ông à, đây là số tiền của mấy cân thịt bò còn lại ngày hôm qua, còn chỗ thịt bò ấy để chúng cháu nấu ăn. Nhưng có nói thế nào ông lão cũng không chịu nhận, cậu cứ đưa tiền thịt bò cho tôi là được rồi. Lục Kiếm Phong hơi khó xử, chỉ nói tiền bò sắp có rồi,
Cục trưởng Kim liền phát hiện ra điều không đúng. Tại sao số tiền bị đánh cắp không ở trong đồn cảnh sát? Điều này được coi là một hành vi nghiêm trọng. Không chừng Lục Kiếm Phong sẽ bị cách chức. Nữ cảnh sát không nhìn được nữa, nên đã nói ra toàn bộ câu chuyện. Hóa ra khi bọn họ hành động vào hôm qua, vợ cảnh sát Triệu đột nhiên phải nhập viện. Những năm nay, vì để chữa bệnh cho vợ, Triệu Quang Minh ban ngày đi làm, ban đêm đi lái ba gác, nhưng vẫn còn mắc một khoản nợ. Ngay cả tiền làm đám tang cũng không có. Vì việc xảy ra đột ngột nên Lục Kiếm Phong đã lấy danh nghĩa của mình, đem số tiền đó cho Triệu Quang Minh mượn, sau đó tìm cách bù lại tiền cho ông lão. Sau khi biết đầu đuôi câu chuyện, Cục trưởng Kim vừa giận vừa buồn. Không ngờ các cảnh sát lại có cuộc sống khó khăn như vậy. Lãnh đạo Phan còn nói rằng, thậm chí đôi khi họ còn không được trả lương đầy đủ. Cảnh sát như Triệu Quang Minh càng không cần nói. Vì để giải quyết vấn đề cuộc sống, Cục trưởng Kim quyết định đi đòi tiền người bạn cũ.